Hello anh em nha, bây giờ đang là 1:55 và mình đang ngồi trên cái máy tính quen thuộc của mình ở đây. Thì cái bàn của mình hơi bồ bột xíu, thì mọi người thông cảm nha. Quay cho anh em xem nha, đây là con mạng của mình đang ở bể lửa nha anh em. Ngồi và ở bên server 11 và đang hiện tại đang có Q2. Tiềm năng của nó nhận được khi mà bắt đầu đen chuyển vào quái nó bị lắc rồi anh em ạ. 11k mốt anh em ơi, rất là cao luôn nha. Như cái chuyện nó vô siêu quái thì tại thứ mới là 11k mốt, còn quái bình thường chỉ có 8k 9k thôi. Đây là cũng 18k là chí mạng này anh em ạ. 9k anh em ơi, 9k mốt 9k 3 8k 9k nha. Review cho anh em xem, trong mấy ngày qua mà lót được hai cái nguồn da Calyx cùng với đôi da tăng Saiyan